không chị? Đâu quay nói em nha, em bỏ kính. Chị chọn cái đoạn phía đầu lông lông. Được không chị? Em nói là hồi nãy em nghe nói mà em thắc mắc lắm. Em nghe cái cồn mà em không hiểu. Khá là đẹp đó. Và sau đó chúng ta trở lại vào Long Quốc Cửu Long Phụng để chúng ta tham quan chùa Ông Đậu Dừa. Và chúng ta dùng cơm trưa. Dùng cơm trưa xong thì họ sẽ mời đoàn quay trở về đi. Thì chúng ta không để tay, không có người ra khỏi thăm tao. Chúng ta làm này. Cái đó nó to. Cái hạt nó cũng to luôn. Nhưng mà nó đặc biệt hơn cái nhãn kia chỗ là cái cơm đó rất là dày. Ăn giòn, ngon, thơm ngon. Đây là cồn Thuế Sơn. Khi như lông nhãn nước thì người ta trưng dụng cái hoa của nó. Cái trái quả của nó bây giờ thì người ta sẽ đi ra xuất đi Trung Quốc. Còn cái hoa nhưng mà con ông này nó bộ lắm. Nó hạ cái chỗ là một phần thơm thơm. Là nó chích thì nó ha. Cho nên là nếu chúng ta không có bị ông khác ổn thì chúng ta thì con ông nó lại con em xung quanh cứ để nó lại được đi. Tại vì con ông này nhận như thế nào. Thì cô chú anh chị đừng có lo, mình lấy trước cái chuyện ra. Mình lấy mật ong uống chết đó, mình bôi lên. Nếu mà nghe đại ông thì tốt rồi, còn nếu không phải nghe đại ông thì nó không gây nguy hiểm. Nó chỉ làm mình đau, sưng khó chịu thôi. Chứ nó không nguy hiểm mà. À, người ta nói là cái con này nè, mình bị nó chích á, thì mình sẽ giảm được bệnh nổ một hơi tay. Những bé nào, những nhà khoa học Hàn Quốc người ta nghiên cứu là nó trị được bệnh đau khớp. Ai mà bị khớp, bị đau khớp cổ, khớp gối thì cho chích vào thì nó sẽ giảm. Mà cái này để bác sĩ chích, tại vì mà có đi một con, cái anh kia là cho hấp dẫn. Cái anh này tự nhiên anh thọc cái tay cho bạn. Mấy người thấy vậy nè, cái hai ba con ông chích anh, anh ấy anh bị đau cút. Chích cho nó bớt đau, trời ơi em dễ sợ luôn á. Dạ gan lắm, mặc dù mình biết nó không nguy hiểm. À, chút nữa chúng ta quay trở lại đây và chúng ta tiếp tục. Tứ phương đó nhờ. Nghề nào chọn nghề nào thì phải làm nghề nào. Thế thì... Chị dẫn khách vô trước đi chị. Chị vô trước chị Đức, anh Đức vô luôn. Dạ chào chị. Ở trong đó luôn hả? Dạ. Ô cái giọng nó. Đứng ở đây đi vô làm gì? Chị đi. Ok chào chị. Chào anh. Ồ anh người Việt đúng không ạ? Rồi. Ok. Ok giờ chắc em phỏng vấn anh nhé. Chắc đâu được. Rồi. Okay, I speak English. Anh em kia answer the English question. Ok. Anh giờ mình đi đâu nữa anh? Dạ. Hay quá. Lấy hết wallet lại nha. Ra để lia đi. Đúng rồi. Qua những cái cận mặt. Cận mặt. Anh kiếm ở đâu nha? Không biết là ở bến nào được số 52.
Du coup, on m'a dit ça, mais son artiste. Nhanh nhanh vào bắt cái cận cái ăn gian cảm xúc không khí nữa để ăn cận đừng quý sao? Rồi, đỡ quá quý, ừ. Lột ngược vào trong không? Việt Nam mình thì lột ngược ra, còn Mã Lai người ta có y hình như này, người ta lột ngược cho vô. Tiếp đi anh, em mời. À, đàn ông địa phương này có thể lột giỏi là lột hơn 300 trái dừa một ngày. Và lột dừa xong người ta lấy hết các sơ ra. Cái dừa em bỏ chị làm đâu được. À, em rồi khi lột dừa xong, anh này sẽ bổ làm đôi. À, và người ta sẽ lấy cơm cùi dừa như thế này, người ta sẽ cạo cái cùi dừa này ra. Đục cái dừa. Tay á. Hết kịch bản chưa?
là hồi trước học du lịch đúng không ạ? Hôm qua là hồi trước học du lịch. Hồi đó học tư nhân du lịch. Dạ. Anh học ở bên học Cần Thơ luôn. Cần Thơ thấy đào tạo nhiều ngành lắm. Có đào tạo còn mình đi làm. À, cái dây này là thắng rồi. Hình thức chuyển hàng ở đây. Hình thức chuyển hàng ở đây cũng khá là độc đáo mà quý mới biết. Có một hình thức chuyển hàng khá độc đáo. Có một hình thức chuyển hàng khá độc đáo mà Việt Quyến biết đó. Có một hình thức chuyển hàng khá độc đáo mà Quyến biết đó là. Có một hình thức chuyển hàng. Có một hình quăng thì người kia chụp một cách rất là nhịp nhàng. Họ làm một cách thuần thục giống như người kia so sánh thì họ làm cũng. Những công việc này đã quen thuộc với người dân ở đây nhưng đối với Việt Quyến thì điều hoàn toàn mới mẻ. Hình thức đáo và Việt Quý mới biết đó. Có một hình thức chuyển hàng mở đây. Có một hình thức chuyển hàng khá độc đáo và Việt Quý mới biết. Ở đây người gọi là họ phối hợp với nhau một cách. Thi ơi, em gọi cho Đức ấy. Không bắt máy à? Cái chụp một cách rất là nhịp nhàng, họ làm một cách thuần thục. Họ làm một cách thuần thục giống như những người nghệ sĩ thực thụ. Những công việc thế này đã quen thuộc với người dân ở đây như. Không sao, anh dẫn nhìn nó sông nước không phát hiện ra chỗ nào hết. Cái dẫn đầu là đứng lên nhìn cái sông nước thì không biết là. Nó chỉ thấy mình sẽ đón nó ngoài cầu. Che một tấm. Thì mới biết ở đây người ta gọi là quăng chụp. Cái người này quăng thì người kia chụp một cách rất nhịp nhàng. Họ phối hợp thuần thục với nhau như những công việc thế này đã khá quen thuộc với người dân ở đây nhưng với việc quý vị hoàn toàn mới mẻ. Có mấy cái cảnh mà muốn trao đổi với em, MC sẽ trao đổi với em ở trên cái gần đến cầu ấy thì em gọi trực diện trước cho Hoàng nhé. Thì bọn anh đang quay ở chợ thì em gọi trước khoảng độ 15 phút là đi được khoảng tầm 15 phút. Thì em gọi anh Quang đúng không? Hoàng. Rồi, ok. Yeah. Hàng á? Cái đó mình kiếm coi ghe nào nó đang trao đổi hàng quá thì đó, em mới đặt được. Bây giờ em cần cái như thế. Tại vì mình đi bây giờ đi vô tắt ngang không được, nếu đi phải đi đánh cái dầu phải giữ lại nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đam tê giật chí thôi.
À, quý vị, à, đồ mình á thì qua nay cái vụ án vú sữa nó vẫn còn âm mỉ, nhưng mà cái ví dụ như là 1 kg vú sữa giá của nó là 20.000 đồng 1 kg, mình mua 5 kg thì người ta lên 50.000, không phải là người ta tính sai, mà tại vì mình mua số lượng nhiều người ta tự động người ta giảm số cho mình ha. Sáng ngày ở đây là chỉ cần mình đi